Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3, tuần 25, trang 62-63. Tập đọc Ngày hội rừng xanh. Chim gõ kiến nổi mỏ, gà rừng gọi vòng quanh, sáng rồi đừng ngủ nữa, nào đi hội rừng xanh. Tre trúc thổi nhạc sáo, khe suối gãy nhạc đàn, cây rủ nhau thay áo, khoác bao màu tươi non. Công dẫn đầu đội múa, khứu lĩnh sướng dàn ca, kỳ nhân diễn ảo thuật, thay đổi hoài màu da. Nắm mang ô đi hội, tới suối nhìn mê say, ơ kìa anh cọn nước, đang chơi trò đu quay. Vương Trọng. Thì đây là hình ảnh về các con vật đang cùng nhau tưng bừng hoạt động trong ngày hội rừng xanh. Rồi bây giờ các em sẽ qua phần giải thích từ. Chim gõ kiến là loài chim có mỏ nhọn, dài và cứng, dùng mỏ gõ vào thân cây tìm kiến để ăn. Lĩnh sướng là hát đơn ca một câu, một đoạn trong dàn đồng ca. Kỳ nhông là loài thằn lằn có thể thay đổi màu da. Cọn nước là vật hình bánh xe có gắn một cái hệ thống ống bằng tre. Nứa có thể tự quay được nhờ sức nước, dùng để đưa nước từ suối sông lên tưới ruộng. Rồi tiếp theo là phần trả lời câu hỏi câu số 1. Tìm những từ ngữ tả hoạt động của các con vật trong ngày hội rừng xanh. Thì các em hãy tìm các từ ngữ tả hoạt động của chim gõ kiến, gà rừng, công, khứu và kỳ nhông. Thì các con vật ở đây, đầu tiên đó là chim gõ kiến, thì chim gõ kiến nổi mỏ, gà rừng gọi vòng quanh. Rồi tiếp theo nữa là công thì dẫn đầu đội múa, khứu lĩnh sướng dàn ca, kỳ nhông thì diễn ảo thuật. Thì đây là những cái hoạt động của các con vật trong ngày hội rừng xanh. Như vậy thì câu số 1 này các em sẽ trả lời như sau. Trong ngày hội rừng xanh, các con vật cùng tưng bừng hoạt động. Chim gõ kiến thì nổi mỏ, gà rừng gọi vòng quanh, công dẫn đầu đội múa, khứu lĩnh sướng dàn ca, kỳ nhông thì diễn ảo thuật. Rồi tiếp theo câu 2, các sự vật khác cùng tham gia vào hoạt ngày hội như thế nào? Thì các em chú ý tới các sự vật khác như là cái sự vật nào? Ví dụ như là ở đây có là tre, trúc nè, rồi khe suối nè, cây và nấm, rồi còn cái nữa là anh cọn nước, tức là cọn nước. Thì các sự vật này đã tham gia vào cái ngày hội như thế nào? Thì tre trúc thì thổi nhạc sáo, khe suối thì gảy nhạc đàn, cây thì rủ nhau thay áo, nấm thì mang ô đi hội, anh cọn nước thì đang chơi trò đu quay. Như vậy thì câu số 2 các em sẽ trả lời như sau. Các sự vật khác cùng tham gia lễ hội. Tre trúc thổi nhạc sáo, khe suối gãy nhạc đàn, cây rủ nhau thay áo, nấm thì mang ô đi hội, cọn nước chơi trò đu quay. Rồi tiếp theo câu số 3. Em thích hình ảnh nhân hóa nào nhất, vì sao? Thì ở trong bài thơ có rất là nhiều hình ảnh nhân hóa sinh động và gần gũi. Thì các em hãy chọn ra cái hình ảnh mà mình thích nhất. Thì ở đây ví dụ như là em thích nhất là hình ảnh ơ kìa anh cọm nước đang chơi trò đu quay. Thì ở đây em thích nhất hình ảnh này là vì sao? Vì tác giả nhận xét thật là tài tình,
Hoạt động của cọng nước cũng quay tròn giống như là chiếc đu quay. Rồi tiếp theo là học thuộc lòng bài thơ. Câu số 4 các em sẽ học thuộc lòng bài thơ. Về phần nội dung chính thì bài thơ miêu tả hoạt động rất sinh động, đáng yêu của các con vật, sự vật trong ngày hội rừng xanh. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.